xa xôi đã vắng người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương. Bạn nào thích âm nhạc nhưng không thích kiểu hiện đại, chỉ thích kiểu truyền thống và cổ điển thì đây sẽ giới thiệu cho mọi người một cái micro có dây. Đây á, là khi mà An làm là những cái con mic có dây á, thì phải công nhận là thực sự là An phải khen về cái độ bắt sóng ổn của nó. Vì sao? Vì nó cắm thẳng vô con lo mà, nên là không thể nào mà nó bị mất sóng đâu. Còn về những bộ micro đang không dây á, đôi lúc nó sẽ bị trùng tần số, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là nó dễ bị lạc sóng, làm cho cái tiếng âm thanh của mình đưa ra không có chất lượng. Nhưng về mic có dây á, thì hôm nay mà An sẽ đem đến cho mọi người là một con micro Nhật ha. Đó, một con micro Nhật có dây, chắc âm bắt mic rất là sáng, và đặc biệt cái là dây dài, có thể là tiện lợi cho mọi người là đi đứng nằm ngồi có thể là xài được con micro này. Đó, khi mọi người nhận là mọi người sẽ được một con dây dài như thế này nhá. Cái con dây này là để mọi người cắm vào con micro. Đây, con micro được đi kèm đây, nhỏ gọn thôi nhưng mà xài rất ok. Đó, bạn nào thích sự cổ điển của micro thì cứ vào đây xem clip này nhá. Rồi mình dựng lên đi. Đây, tổng và cộng á là nguyên một cái bộ combo, nó sẽ nằm ở trong hộp là sẽ như thế này nha anh chị. Rồi, anh chị cắm ở phía dưới giúp em nè, con dây này ba cháu nè. Rồi mình cắm vô thôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào nhé. Rồi chỉ cần cắm vô thôi. Đây đó, rồi nó sát như thế này là được. Rồi lúc này anh chỉ cần bật lên, và đó là sau đó là cái jack này là jack 6 ly, anh chị cắm vào được á, là mixer nè, lo dàn lo kéo, và là lo có thể là lo nhà mình nó là có âm ly chẳng hạn, con quang mình cắm vào nha anh chị. Những bạn nào mà hay chơi acoustic á, là chơi nhạc mà đàn ca đàn tử đó anh chị, đi guitar rồi đó, thì chuyên gia là xài mic dây. Vì xài mic này cho cái độ bắt sóng nó ổn định, không có bị lạc sóng, và nó sẽ đi theo được cái tông và cũng như là cái âm nhạc của ban nhạc đánh, rất là hay. Đây liền sóng đây là... nghe thấy không, đây là tiếng mic luôn của con mic luôn có dây, mic luôn nhật đưa ra rất là hay nha anh chị. Đó, cái tiếng mic rất là sáng và nó không có bị ồn, đặc biệt đó là cái ban của nó ổn định hơn so với những con mic mà nó bị đã bị tinh chỉnh, cái ban của nó quá lố nha. Bây giờ là sẽ hát đi, nghe tôi một đại cho con mic có dây nha. Mặc dù mic có dây nhưng rất xịn sò nha anh chị. Đây, đây, sáu, đây, đó, mic có dây rất là hay nha. Đây, còn lên nhạc nha anh chị. Đó, ok, lên nhạc thôi. Đây, đây, tích mic có dây thì lên nhạc nha. Lên nhạc nè. Lên, sáu. Quen với nhau, có những chiều mưa rơi ướt và có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn như mãi hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng quá đưa, cứ thế xa xa mãi nơi anh, để những mùa nhiệm màu thương nhớ. Xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ. Giờ con tim em dành nơi ai, là bờ vai là bao tóc rối. Mùa thu xa, chị thấy không? Nãy giờ thấy có bị mắc tiếng micro nào không? Không mắc. Vì sao? Mắt sống của mình thế mình cắm thẳng vào con lo, sao mà mắc được anh chị? Tiếng chắc âm đưa ra khá là hay. Nếu chị thích về những con micro mà như vậy cổ điển và xưa cũ và nó dạng một cái dây như thế này, thì chị tham khảo về con mic này nha. Hát rất sáng, rất đã luôn anh chị ơi. Cái này cắm vào mixer hay là lo nhạc nhà mình á, hát cái này bao đỉnh luôn. Trên tay, bấm xuống dây hàng với em, để cái con micro này dưới dây hàng đây nè. Đó, bảo hành cho anh chị 6 tới 12 tháng. Một đổi một trong vòng 7 ngày khi mà có lỗi kỹ thuật nữa. Còn các chị mà còn thắc mắc gì về con micro này, nếu được comment ở phía dưới, Gấu xin trả lời hết cho chị nha. Và đây là micro có dây, micro nhật nha chị.